Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự. Vừa qua dỗ đầu của chồng, ba mẹ con liền bị mẹ chồng đuổi khéo. Nghe câu hỏi của con thơ mà tôi trào nước mắt. Hóa ra từ trước đến nay chỉ là tôi đang ảo tưởng. Còn họ thì không coi tôi là con cái trong nhà, mà ngay cả cháu ruột họ cũng nhẫn tâm đối xử như thế. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng tôi là con út trong nhà, trên anh còn có một người anh trai đã lấy vợ và đang ở cùng bố mẹ. Lúc hai đứa cưới nhau, bố mẹ anh liền ngỏ ý để cho hai vợ chồng tôi ở với ông bà, còn vợ chồng anh trai thì sẽ ra ngoài ở riêng. Vậy là vợ chồng anh trai được bố mẹ tặng cho căn nhà 4 tỷ để ra ở riêng, còn hai vợ chồng tôi chẳng suy nghĩ gì, cứ thế dọn về ở chung với bố mẹ. Suốt 8 năm làm dâu, tôi chăm lo tu vén nhà cửa, cơm nước đầy đủ cho ông bà, không dám bỏ bữa nào. Có đi đâu, tôi cũng nấu cơm từ trước cho bố mẹ chồng rồi mới dám đi. Khi ông bà ốm đau, tiền viện phí, tiền thuốc men, đưa cơm đưa nước, túc trực ngày đêm bên giường bệnh, một tay vợ chồng tôi chăm lo hết. Còn vợ chồng anh trai chỉ mang hộp sữa, túi bánh, ghé qua thăm một chút rồi về. Vào những ngày lễ Tết hay những ngày dỗ chạp, một tay tôi đi chợ, nấu cơm, cúng bái, rồi sau đó là dọn dẹp. Vợ chồng anh trai chỉ đến ăn rồi đi, không phụ giúp tôi làm cơm hay rửa bát gì hết. Dẫu vậy, vợ chồng tôi vẫn vui vẻ, không so bì hay tị nạnh gì cả. Tôi vẫn lo chu toàn mọi việc trong nhà, coi bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ. Ngược lại, ông bà đi đâu cũng khen vợ chồng tôi, khen tôi là cô con dâu ngoan hiền. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến năm ngoái, chồng tôi mất vì tai nạn. Khi ấy đứa con thứ hai của tôi còn chưa đầy một tuổi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến tôi đau đớn, không ngày nào là không ướt gối vì nhớ chồng. Thậm chí đã có lúc tôi muốn đi theo chồng, nhưng nhìn lại hai đứa con còn nhỏ xíu, thế là tôi lại gồng mình lên, gạt đi nước mắt. Sau đó tôi đi làm rồi chăm sóc con, chăm sóc bố mẹ chồng. Sau khi chồng tôi mất, bố mẹ chồng vẫn đối xử với con dâu rất tử tế, khen tôi với hàng xóm láng giềng. Vậy mà vừa mới qua dỗ đầu của chồng tôi được một tuần, bố mẹ chồng lại đuổi khéo ba mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hôm đó mẹ chồng gọi tôi lại nói chuyện. Mẹ chồng nói: "Con về làm dâu bố mẹ chưa hề trách gì con cả. Nay chồng con đã mất rồi, con còn quá trẻ, hai đứa con thì còn rất nhỏ, con vẫn có thể đi thêm bước nữa. Bố mẹ cho hai đứa cháu mỗi đứa 100 triệu, đủ cho chúng nó ăn học hết đại học. Còn nhà này, bố mẹ để lại cho vợ chồng anh trai, để chúng nó về đây ở và lo thờ cúng." Tôi sốc thật sự khi nghe mẹ chồng nói, tôi toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Thậm chí, với bố mẹ đẻ, tôi còn chưa chăm sóc được ngày nào. Tại sao bây giờ bố mẹ chồng lại nói như thế chứ? Tôi liền hỏi lại, vậy theo bố mẹ, giờ con rời đi thì hai đứa con của con sẽ ở đâu và ở với ai? Con thì phải theo mẹ. Vả lại hai đứa nó còn quá nhỏ nên ở với con là điều đương nhiên. Còn về nhà bố mẹ con hay ở ngoài thì đó là tùy ý của con. Còn cả nhà này bố mẹ đang làm thủ tục sang tên cho anh trai rồi. Sang tháng sau chúng nó sẽ về ở với bố mẹ. Tôi bật khóc nức nở khi nghe bố chồng đáp lời, bao nhiêu căm phẫn và tức giận trào dâng. Hóa ra từ trước đến nay chỉ là tôi đang ảo tưởng. Họ còn không coi tôi là con cái trong nhà, mà ngay cả cháu ruột họ cũng nhẫn tâm đối xử như thế. Thất vọng đến cùng cực, tôi đi thuê một căn phòng để ba mẹ con ở tạm. Tôi tự động viên mình là phải thật sự nghị lực để nuôi hai đứa con thành người. Tôi an ủi bản thân rằng không có những con người ấy thì mẹ con tôi vẫn sẽ sống tốt. Xong, tôi sẽ không dạy các con ghét bỏ nhà nội,
không nói xấu ông bà trước mặt con vì đây là việc của người lớn. Tôi chỉ giải thích đơn giản với các con là ba mẹ con cần chuyển đến nơi ở mới. Nhưng đêm trước khi rời đi, đứa con lớn của tôi hỏi mà tôi chực trào nước mắt. Mẹ ơi, thế ông bà ở một mình có sao không mẹ? Ai nấu cơm cho ông bà ăn ạ? Ông bà có bị đói hay không? Tôi im lặng, không biết nên trả lời sao nữa, trong lòng đầy chua chát. Lúc rời khỏi căn nhà ấy, tôi cầm theo di ảnh và bát hương của chồng, nhưng bố mẹ chồng lại kéo lại, cấm tôi không được mang đi. Đây là chồng con là vợ của anh ấy, thì con phải thờ chồng. Sau nữa là đến hai đứa con trai của con cũng phải thờ bố của nó. Chứ bố mẹ với anh chị không phải là người thờ chồng con. Con đi đâu thì anh ấy phải đi theo đấy. Nào ngờ những người từng khen tôi nức nở với hàng xóm láng giềng là dâu hiền vợ đảm, người tôi từng chăm lo hơn cả bố mẹ ruột của mình, bây giờ lại chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục nhất. Và tôi không muốn đôi co, tôi dắt hai con rời khỏi căn nhà tuyệt tình ấy. Tôi tự hứa với lòng mình phải nuôi dạy hai con thật tốt để sau này được nở mày nở mặt. Dòng tâm sự thứ hai, chồng tôi đưa chị hàng xóm đi đẻ. Khi xuất viện, chị đề nghị một việc khiến tôi bối rối. Bạn bè thường khen tôi khéo chọn chồng, người gì mà hiền lành, lại còn chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ con, cứ tan ca là về nhà ngay, không bao giờ biết nhậu nhẹt là gì. Và không những như thế, đi làm được đồng nào, anh còn đưa hết cho vợ đồng đó, sao lại phải ngửa tay xin tiền vợ. Nhiều lúc thấy thương chồng quá, tôi đưa thêm vài triệu để anh chi tiêu cho thoải mái, nhưng anh không cầm. Anh chỉ để trong ví tối đa là 200 nghìn, không muốn để nhiều vì sợ sẽ tiêu hết. Vào đêm thứ năm vừa rồi, lúc đó là 8 giờ 30 mà chồng vẫn chưa đi làm về. Mỗi ngày anh đi làm tăng ca, về muộn lắm cũng chỉ là 8 giờ tối. Lo sợ anh gặp vấn đề nên tôi đã gọi điện. Mấy cuộc đầu thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Những cuộc sau thì máy tắt ngắm, không thể liên lạc được với chồng. Tôi sốt ruột, không có tâm trạng nào mà ăn uống gì nữa. Khi các con đã ngủ say, tôi vẫn ngồi trước mâm cơm đợi chồng. Mãi đến 10 giờ đêm mới thấy anh về với bộ dạng mệt mỏi. Chưa để tôi hỏi, anh đã vội vàng nói lời xin lỗi và khai thật chuyện gì xảy ra khi tối. Lúc đi làm gần đến nhà thì anh thấy chị Thành ở đầu hẻm kêu cứu. Thấy lạ, anh mới ngó vào xem. Thì ra chị ấy trở dạ sớm, không có người thân bên cạnh nên anh buộc phải đưa chị ấy đến bệnh viện khắp, không kịp gọi điện cho tôi. Sợ vợ ghen tuông nên chồng nói giữa hai người không có tình cảm gì cả, chỉ mong vợ đừng hiểu lầm. Tôi lạnh lùng nói, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chắc chắn đứa nhỏ là con của anh. Thế nên ngày sinh con, chị Thanh mới gọi anh đưa đi đẻ. Mãi giúp người ta quá mà không thèm nghe điện thoại của vợ, còn tắt máy nữa chứ. Chồng tôi lắc đầu phủ nhận tất cả những lời tôi nói. Anh bảo có nghe thấy tôi gọi, nhưng lúc đó đang bế chị Thành ra khỏi xe nên không nghe máy được. Đến lúc rảnh định gọi lại thì điện thoại đã hết pin. Để chứng minh bản thân trong sạch, chị giúp người ta một cách vô tư. Chồng đưa cho tôi xem chiếc điện thoại đã tắt và giơ tay lên thề. Nhìn bộ dạng đứng đắn nghiêm túc của anh, tôi tin tưởng những lời chồng nói. Sáng nay tôi qua nhà thăm chị Thanh. Chị ấy đã xuất viện được 2 hôm rồi. Chị Thanh luôn miệng cảm ơn vợ chồng tôi và đề nghị để đứa con gái mới sanh xong của chị ấy nhận chồng tôi làm bố nuôi. Việc này khiến tôi rất bối rối. Thật sự tôi không muốn có quá nhiều mối quan hệ với nhà chị Thanh vì gia cảnh của chị ấy rất phức tạp. Tôi sang thăm là vì tình làng nghĩa xóm, chồng tôi giúp chị cũng vì bản chất anh là người tốt. Huống chi trong tình huống đó, bất kỳ ai cũng sẽ hành động giống như chồng tôi mà thôi. Thế nhưng tôi không biết phải từ chối như thế nào vì chị ấy vừa mới sinh xong, mong mọi người tư vấn giúp cho tôi. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn 2 dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua 2 dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện.
thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, ta xa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!